Wow, chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của B Audio Sài Gòn. Hôm nay Vi có một cặp loa muốn giới thiệu tới tất cả quý vị. Cặp loa này rất là khủng, rất là to. Nó khủng về kích thước, nó khủng về số tiền. Số tiền thì cũng khủng. Khủng ở đây cũng không phải là dành cho tất cả nha quý vị. Và nó khủng về cái không gian để trưng bày nữa. Nếu như không gian nhỏ thì cặp loa này quý vị có thích lắm thì chúng ta trưng bày nhìn thì rất là đẹp, nhưng mà nghe trong cái không gian nhỏ thì chắc chắn về mở rất là nhỏ về cái volume luôn quý vị. Và đây là một trong những cái dòng loa cao cấp đến từ hãng JBL với model 240TA nha quý vị. Dòng 240TA này nó được bán vào khoảng thập niên 80 trên thị trường audio. Và cái kích thước quý vị nhìn nè, rất là to luôn. Cái loa bass này là loa bass dạng hình nón lòng rất là sâu, với kích thước là 37 37 nha quý vị. Một bass, một mid và một treble, treble đơm titanium. Chiều cao của nó là 93, chiều sâu 33 và chiều ngang là 46 nha quý vị. Và thùng này là nó được ép bên ngoài một lớp gỗ lạc. Thì cái model này nó có hai màu, một màu đen và một màu gỗ như quý vị này bây đang có đây. Đây cái gỗ của nó là quý vị nhìn cái vân nè, cái vân gỗ hai thùng nè. Và cực kỳ khủng về cân nặng. Nó nặng lên tới 38 cân. 38 kg trên một thùng nha quý vị. Một thùng như vậy là nó nặng 38 kg. Tại vì khi mình quay thì quý vị mới có giới thiệu về kích thước nên quý vị hình dung được. Chứ còn cũng gặp nhiều khách rồi, khách ồ sao nó to vậy Bi, hoặc ôi sao nó nhỏ thế. Tại vì là mình có báo về kích thước nha quý vị, là nó cao 93. Quý vị thử hình dung nó cao 93 đi, nhưng mà bề ngang nó lên tới 46 thì nó rất là to quý vị ạ. Rất rất là to luôn. Nếu như quý vị nhìn ở ngoài, nếu như ai mà chưa chưa có nghe cái cặp hoặc là nhìn thấy cặp loa to mà chúng ta nhìn thì cũng hơi bất ngờ á. Tại vì nó quá to mà, quá to đi. Nếu như cái chiều cao này thì so với những lòng loa cây thì có những dòng loa cây nó cao hơn 1 mét, nhưng mà nó không có to về bề ngang như vậy đâu, thì nó đỡ ngợp hơn nha quý vị. Nên là quý vị cần phải có một không gian lớn để nghe và trưng bày cái cặp này thì nó mới toát lên được cái sự sang trọng của nó nha quý vị. Dòng này nó to nè, cái cụ từ rất là khủng luôn. Hôm nay mình không tháo ra được, rất là to, mỗi lần tháo cũng đó là hơi là vất vả quý vị ạ, nên là không tháo được nha. Bao riêng tuyệt đối cho quý vị. Và mức giá ngày hôm nay đi bán cái dòng loa cao cấp này là 38 triệu 500 ngàn. 38 triệu 500 ngàn. Công suất dòng này tối đa là 150W, độ nhạy 89 dB và trở kháng là 8 ohm nha. Lưới của nó nè quý vị, lưới riêng nguyên bản nha, tem lưới đồ còn đầy đủ hết. Đây, bây giờ đi quay một vòng ra phía sau để quý vị nhìn cặp loa này. Và để có một cặp loa đẹp như vậy thì rất là lâu quý vị ạ, rất là lâu 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 mình cặp này là mình đã từng bán rồi. Cặp này được đánh giá rất cao về cái âm trầm quý vị, nó rất là dày, rất là sâu. Còn cái dãy cao thì quý vị biết cái dòng treble mà titanium này nè, thì tiếng của nó gọi là rất là tí tách và rất là rời tách bạch quý vị. Đây mình quay kỹ một lượt đi, tại vì lâu lâu mình mới có một cặp loa to như vậy, một cặp loa đẹp như vậy, nên quay kỹ một tí ha, để lâu lâu mình ngắm lại cũng thấy rất là thích nè. Rồi bây giờ đi test nhạc nha quý vị, đi test nhạc để quý vị cùng thưởng thức chất âm của cái dòng 240Ti này. Và nhạc mình test là mình bán luôn, tại vì mình
test qua đầu giải mã nè quý vị. Và nhạc đã chép sẵn vào USB và ổ cứng. USB với dung lượng 128GB mình bán 800.000. Còn ổ cứng dung lượng nhiều hơn 1.000GB thì 2 triệu đồng. Nhưng mà theo Bay, nếu quý vị không thích nghe nhạc ngoại thì quý vị nghe USB thì cũng đã đủ rồi. Bởi vì trong một cái USB như thế này thì nó chứa được gần 2.000 bài nhạc Việt quý vị ạ. Rất là nhiều. Nhạc bên mình thì nhạc lossless chất lượng cao. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức chất âm của cái đôi loa khủng này nha quý vị. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lạnh không, muộn phiền theo tháng năm. Nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu em hỏi tôi đã biết thở dài xa xôi. Em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia phôi. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình tôi bước dài lê thê. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây úa nhau, trong đêm thâu gọi tên lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay là ai, thà như một phiến đá nằm, trăm năm như ngàn năm người cũng đã băn khoăn. Nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu em. Em hỏi tôi đã biết thở dài xa xôi. Em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia phôi. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình tôi bước dài lê thê. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây úa nhau,
trong đêm thâu gọi tên, lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay là ai, thà như một phiến đá nằm. Trăm năm như ngàn năm, người cũng đã băn khoăn. Trăm năm như ngàn năm, người cũng đã băn khoăn.